Chào với em, tuần trước chúng ta đã học bài đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc với phần 1 La Mã là đời sống vật chất. Tiết 2 của tuần này chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 La Mã, đó chính là đời sống tinh thần. Các em cùng coi lại phần kiến thức cần đạt. Kiến thức cần đạt của bài này cần phải thực hiện được hai yếu tố sau đây. Thứ nhất, các em mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang và Âu Lạc. Thứ hai, các em sẽ nắm được những đặc trưng văn hóa của người Việt hình thành từ thời Văn Lang, Âu Lạc như thế nào. Trong phần cấu trúc bài học thì chúng ta sẽ có hai nội dung lớn. Một La Mã là về đời sống vật chất. Nội dung này cô và các con đã tìm hiểu qua tiết của tuần trước. Và tuần này, nhiệm vụ của cô và các con sẽ tìm hiểu về đời sống tinh thần. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc như thế nào nhé. Đầu tiên, cô mời các con quan sát hình 15.8 và 15.9. Các con hãy cho cô biết những thông tin gì về đời sống tinh thần của người Việt. Các con chúng ta cùng quan sát hình với cô nhé. Hình mà các con đang quan sát, đây chính là mộ thuyền Việt Thê được tìm thấy. Với bên trong chứa 107 đồ tùy táng gồm nhiều công cụ lao động. Và các nhà khảo cổ học ước tính mộ thuyền Việt Thê này xuất hiện từ những năm thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Và hình 15.9 đây chính là nhảy múa trên thuyền, hình phục dựng dựa trên hoa văn của thạc đồng Đào Thịnh. Vậy thì các con quan sát hai hình trên đây, các con có biết những thông tin gì về đời sống tinh thần của người Việt thời Văn Lang và Âu Lạc hay không? Chúng ta cùng quay lại hình ảnh của mộ thuyền Việt Thê nhé. Thì các con chúng ta sẽ thấy là mộ thuyền thường được dùng trong mục đích như thế nào? À, mộ thuyền thì các con biết đây chính là những công cụ được dùng để chôn cất người chết. Như vậy thì khi mà các nhà khảo cổ học tìm thấy được mộ thuyền Việt Thê và bên cạnh đó còn tìm thấy được thạc đồng Đào Thịnh và mộ cây chôn cất những xác ướp và những cái đồ tùy táng của người Việt thời Văn Lang Âu Lạc thì đã chứng minh được rằng người Việt thời xưa đã có phong tục đó là chôn cất người chết. Và họ được chôn cất trong những cái hạp, bình hoặc là mộ thuyền, mộ cây như trên hình ảnh mà các con chúng ta đang quan sát. Và mộ của người giàu có thường chôn theo những công cụ và đồ trang sức quý giá. Vậy thì qua những ví dụ hình ảnh sau đây thì các con sẽ thấy mộ thuyền Việt Thê, đây là mộ thuyền được chôn cất kèm 107 đồ tùy táng. Như vậy thì chứng tỏ chủ nhân của mộ thuyền này là những người rất là giàu có thể là được xếp vào cái tầng lớp quý tộc trong thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc. Bên cạnh đó thì hình ảnh mộ cây cũng cho chúng ta thấy được những đồ tùy táng được chôn cất theo như là gồm có bình gốm, vò gốm, vân vân. Còn đối với hình 15.9 nhảy múa trên thuyền thì chúng ta sẽ tìm hiểu gì về đời sống tinh thần của người Việt? À, các con chúng ta sẽ thấy là những hoạt động quan sát được trên hình minh họa này như là con người nhảy múa nè, chèo thuyền, rồi những con vật là giao long. Đối với con giao long là con vật gì? À, giao long đó chính là con cá sấu mà ngày xưa thì ông bà ta gọi đó là giao long. Rồi có hình ảnh gì nữa? Đó là chim bay, rồi người đóng phố,
váy, mũ lông chim vân vân. Qua những hình ảnh này đã làm bật lên được những nét truyền thống và văn hóa lâu đời của người Việt cổ. Chúng ta thấy được đời sống vật chất của người Văn Lang và Âu Lạc như thế nào qua hình ảnh là thuyền, rồi quần áo, trang phục, ha các con. Rồi đặc biệt các con sẽ thấy là hình ảnh các loài chim thể hiện cho sự sùng bái thiên nhiên với quan niệm chim chính là tổ tiên của loài người. Và ở phía đầu hoặc là đuôi thuyền là những con chim hoặc là thú bốn chân đang đứng. Và xen giữa hai thuyền là những con vật khắc họa hình giao long. Và qua những hình ảnh trên đây đã thể hiện được sự hùng hậu, chất phác, hòa mình cùng thiên nhiên của người dân Văn Lang và Âu Lạc. Họ sống thích ứng với tự nhiên một cách rất là văn minh. Vậy thì dựa vào những thông tin trong sách giáo khoa, thì hãy cho cô biết là người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc có tín ngưỡng như thế nào? Các con chúng ta có thể thấy là thời Văn Lang và Âu Lạc, người Việt đã có những cái tín ngưỡng như là thờ thần mặt trời, thờ thần núi. Thì các con có thể thấy là qua những câu chuyện như là Sơn Tinh, Thủy Tinh, hoặc là qua câu chuyện Thánh Sóng. Khi mà Thánh Sóng giúp vua Hùng đánh giặc Ân, thì ông đã từ núi Tản Viên bay về trời. Thì như vậy cũng chứng tỏ đó là dân tộc ta có những cái tín ngưỡng là như là thờ thần núi, thờ thần mặt trời, thờ thần sông, mặt trăng, vân vân. Đây là những hiện tượng tự nhiên mà gắn liền với cuộc sống nông nghiệp của người Việt xưa. Và bên cạnh đó thì người Việt còn có một tín ngưỡng, đó chính là thờ cúng ông bà và tổ tiên. Như vậy thì các con sẽ thấy là qua những cái hình ảnh trên đây thì cho ta thấy được tín ngưỡng của thời Văn Lang Âu Lạc rất là phong phú. Và các con cũng có thể thấy đó là khi bước vào trong một ngôi nhà của người Việt thì bất kỳ một tín ngưỡng tôn giáo nào thì bàn thờ tổ tiên luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà. Và những ngày lễ Tết thì việc thờ cúng ông bà tổ tiên cũng được người Việt chúng ta gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay. Bên cạnh việc thờ cúng ông bà tổ tiên thì người Việt còn có thờ những vị anh hùng dân tộc, thờ những người có công với làng xã. Như trên hình ảnh các con chúng ta đang quan sát, đây chính là phong tục thờ cúng Hùng Vương. Cô nghĩ là các con chúng ta ai cũng đều đã từng nghe qua câu nói: dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Và qua câu nói này thì chúng ta thấy được ông bà, tổ tiên chúng ta rất là coi trọng những người có công lao với đất nước, và đặc biệt nhất là những người có công dựng nước như là vua Hùng Vương, vua Thục Phán. Và trong những ngày mà giỗ tổ Hùng Vương thì nhân dân khắp nơi đều nô nức tổ chức những lễ hội. Có thể là họ thi đấu về thể thao như là đấu vật, tu thuyền, hoặc là thi đấu về những môn dành cho những người chị, người bà, như là thi gói bánh chưng, bánh giày, thể hiện cái sự khéo léo, đảm đang của họ. Dựa vào những quan sát của các con thì các con có biết những phong tục nào của người Việt cổ không? Cô mời các con cùng quan sát những hình ảnh sau đây. Đây chính là phong tục nhuộm răng đen và phong tục xăm mình. Người Việt cổ của chúng ta thời Văn Lang và Âu Lạc có khiếu thẩm mỹ riêng. Chính vì vậy thì họ sẽ nhuộm răng đen, xăm mình. Cái việc xăm mình á, không chỉ để tránh bị thủy quái làm hại mà còn là một cách làm đẹp. Phong tục này được duy trì cho đến thế kỷ 13 đến thế kỷ 14. Các chuyện sử thức trầu câu, bánh chưng, bánh xày cho ta biết cư dân Văn Lang có những phong tục gì? Các con đã từng nghe kể về câu chuyện
trầu câu hoặc là bánh chưng bánh xèo. Lần nào hay chưa? Dân tộc ta có một số câu ca dao liên quan đến tục ăn trầu của người xưa như là yêu nhau câu 6 bổ 3, ghét nhau câu 6 bổ 3 thành 10, hay là miếng trầu là đầu câu chuyện. Như vậy thì qua những câu ca dao thì các con chúng ta có thể thấy là thói quen ăn trầu câu đã có từ thời rất xa xưa rồi. Vậy thì truyền thuyết liên quan đến tục ăn trầu câu của cư dân Văn Lang, Âu Lạc chính là chuyện sử thích trầu câu. Vào đời vua Hùng Vương thứ tư, có hai anh em tên là Tân và Lan rất thương yêu nhau. Tân sau khi có vợ thì không còn chăm sóc đến em như trước nữa. Lan lấy làm buồn rầu và bỏ nhà ra đi. Tới bên bờ suối thì Lan mệt quá, gục xuống chết và hóa thành tảng đá vôi. Tân không thấy em về vì thương em và cũng hối hận về những hành động của mình nên cũng quyết đi tìm em. Khi Tân đi đến bờ suối thì anh mệt lả và chết, biến thành cây cau bên tảng đá vôi. Vợ Tân không thấy chồng cũng bỏ đi tìm. Nàng tìm đến bờ suối, ngồi dựa vào thân cau buồn bã mà chết, biến thành dây trầu không. Trầu cau và vôi khi quyện lại với nhau tạo ra sắc đỏ như máu, nên sau có vua Hùng Vương đi tuần qua đó nghe thấy câu chuyện trên mà dạy cho dân Việt hãy dùng ba thứ vôi cau và trầu làm biểu tượng tình nghĩa thân thiết anh em vợ chồng. Ngôi đền thờ ba người hiện nay là đền Tam Khương ở làng Nam Hoa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Như vậy thì các con chúng ta đã nghe về câu chuyện sử tích trầu cau rồi. Còn về chuyện sử tích bánh chưng bánh xày thì kể về câu chuyện người con trai của vua Hùng tên là Lang Liêu. Sau một đêm nằm mơ thì Lang Liêu đã dựa vào cái sự mách bảo của thần tiên, anh đã làm ra hai cái món bánh, đó là bánh chưng và bánh xày. Bánh chưng tượng trưng cho đất, còn bánh xày tượng trưng cho trời, thể hiện cho cái lòng tôn kính, tôn thờ thần mặt trời, thần đất, giống như là cô đã có giảng cho các con vừa rồi về mặt tín ngưỡng. Như vậy thì qua câu chuyện, hai câu chuyện trên thì chúng ta thấy là người Văn Lang Âu Lạc có phong tục đó là trầu cau vào những cái ngày đám cưới đám hỏi và gói bánh chưng bánh xày vào những ngày lễ Tết. Và trong những ngày lễ hội thì người Việt thường tổ chức vui chơi, đấu vật, đua thuyền, nhảy múa, ca hát bên tiếng kèn, tiếng sáo, trống và chiêng. Và cô giới thiệu với các con, đây chính là những nhạc cụ và cách chơi nhạc cụ bồ gõ thời Đông Sơn theo hình khắc trên trống đồng. Như các con chúng ta đang quan sát, đó là có trống đồng, trống da, cồng chiêng, chuông và phách. Đây là những cái bộ nhạc cụ thời Đông Sơn được các nhà khảo cổ học tìm thấy trên trống đồng. Như vậy các con chúng ta cũng có thể nhận ra rằng nhờ vào những hiện vật mà thế hệ ngày nay của chúng ta được tìm hiểu rõ hơn về lịch sử, về quá khứ của ông cha chúng ta. Sau đây là nội dung ghi bài của phần hai La Mã, đời sống tinh thần. Các con chúng ta nếu như mà thấy slide nhanh có thể bấm tạm dừng để mà chúng ta ghi bài thật cẩn thận và sạch sẽ nhé. Bởi vì sau khi các con đi học lại, cô sẽ yêu cầu nộp lại tập để mà kiểm tra các phần chép bài của các con đó. Rồi chúng ta sẽ chép bài với cô. Trong những phong tục tập quán mà các con đã được học trong bài này thì những phong tục trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang Âu Lạc, đó là phong tục cưới xin, làm bánh chưng bánh xày tưởng nhớ tổ tiên, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết, hoặc là phong tục coi trọng người chết và chôn cất
Tục xăm mình thì không được coi là phong tục hiện nay vì nó không phản ánh nền nếp xã hội và không được cộng đồng chấp nhận. Các con chúng ta lưu ý điều này với cô. Đây là phần hướng dẫn học tập. Bài chúng ta học ngày hôm nay nó sẽ không nằm trong nội dung ôn tập chuẩn bị cho thi kỳ 1 nên các con chúng ta không cần phải học bài này. Khi mà chúng ta sẽ thi thì trước đó cô sẽ có một tiết ôn tập cho các con để mà chuẩn bị cho những kiến thức thi học kỳ 1 nhé. Và các con chúng ta đọc sách cho cô bài số 16 Kiến thức cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc. Và bài 16 này chúng ta sẽ học ở phân tích 2 của tuần này. Cô chào các em, hẹn gặp lại.